giọng pha là gì? Ok, thêm cộng 3 là rồi. Rồi, 73 luôn. Có cái số nữa. 20. Rồi, đây vui lắm em, đây đủ cái âm thanh hết trơn. Lát cắt bỏ ra cái gì đâu. 28, 46. Hôm nay có số cho các bạn đó, các bạn 7328. Rồi, bạn cứ ra, bạn nào có ghi số thì ghi nha. Ghi số. Rồi. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giọng pha. Giọng pha là gì? Thì các bạn biết đó, thì nhiều bạn trên kênh của mình cũng hay nói là thầy hát giọng pha, thầy hướng dẫn cách giọng pha đi, làm sao để tập được giọng pha, hoặc là tại sao thầy lại dùng giọng pha nhiều quá vậy. Đó, rất là nhiều cái nguyên nhân mà để hôm nay mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn cho các bạn và chia sẻ các kiến thức về giọng pha và giải đáp những cái thắc mắc của các bạn, là nhiều người cũng hỏi giọng pha làm sao để tập được giọng pha hay giọng pha là gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu giọng pha. Ok, giọng pha còn được gọi là giọng mix voice. Mix voice là giọng pha. Giọng pha là giọng mix. Pha theo tiếng nghĩa tiếng Anh, mix là pha trộn á, gọi là giọng pha. Đó, thì nhiều bạn hỏi là giọng mix voice, đúng không? Trên mạng mình hỏi mix voice, thực sự mix voice là giọng pha, nó là một với các bạn. Chỉ đơn giản là các bạn đang dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt với tiếng Anh á. Ok ha. Rồi, giọng pha với giọng mix voice là nó là một. Đó. Giọng thì mình sẽ sử dụng cái từ là giọng mix voice nha, để cho các bạn dễ hiểu. Rồi, còn một giọng mix voice và giọng pha là một loại giọng với quãng giọng rất là rộng. Rất là rộng cái quãng giọng nha, là từ cái nốt thấp lên cái nốt cao đó, gọi là quãng á, mà rất rộng, siêu rộng. Bằng kỹ thuật pha trộn. Bằng cái kỹ thuật pha trộn giữa hai loại giọng là giọng ngực và giọng ấp, người ta thường hay gọi là giọng chest voice và giọng head voice. Thầy dùng tiếng Anh, tiếng Việt đó mà, không có gì đâu. Chest voice là giọng ngực, chest là ngực á, head là đầu, người ta gọi là giọng đầu hoặc là giọng ấp. Thì hai cái kỹ thuật pha trộn, cái kỹ thuật pha trộn giữa giọng ngực với giọng ấp, giọng chest voice, giọng head voice, thì nó tạo ra cái giọng pha, còn được gọi là giọng mix voice. Thì nó tạo ra cái quãng giọng rất là rộng. Đó, ok ha. Thì các bạn biết mà, giọng ngực là để chinh phục, là thường thường là sử dụng những cái nốt trung và nốt thấp. Còn giọng ốc, giọng đầu á, là sử dụng cái nốt cao, mà hai cái đó nữa nó pha lại với nhau, thì cái quãng giọng là vừa thấp mà lại vừa cao nữa, thì cái quãng giọng của mình rất là rộng. Đó, thấy không? Giọng pha là để làm điều đó. Ok, rồi. Tiếp theo là làm sao để tập được giọng pha, giọng mix voice. Làm sao để tập được? Ta có ba bước tập này mình chia sẻ thì kiểu tóm gọn thôi nha. Rồi các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký và like kênh của mình nha. Thì các bạn sẽ có nhiều cái hơn, nhưng mà cái này là kiến thức nền này, các bạn cập nhật để các bạn có một cái hướng tập luyện giọng pha và cái phương pháp tập luyện cho nó chính xác. Làm sao để tập luyện được giọng pha, giọng mix voice? Bước một là, các bạn để ý vậy nha, bước một là luyện tập các kỹ thuật cơ bản của giọng trước, như là cách sử dụng hơi thở cho đúng. Cái này mình nói hoài luôn á. Thứ hai là cách xác định vị trí âm thanh cho đúng, đúng không? Mà vị trí âm thanh là gì? Hơi thở đúng là gì? Đó. Cái thứ ba là cách cộng hưởng các khoảng vang cho đúng. Khoảng vang là gì? Làm sao để cộng hưởng các khoảng vang đúng? Và tìm hiểu và cảm nhận về các loại giọng, thấy không? Thì giống như hồi nãy mình mới vừa nói xong, là giọng ngực nè, giọng ốc nè, giọng pha, các bạn phải cảm nhận được nó. Cảm nhận từ đâu? Từ cái lỗ tai của mình. No, chưa đủ. Cảm nhận toàn cơ thể của mình luôn. Khi mà cái giọng pha mà vang lên, hoặc là giọng ốc vang lên, hoặc là giọng giọng ngực vang lên, thì cái sự rung động, cái sự cảm nhận các bạn phải tập. Đó là những cái cơ bản nhất. Đầu tiên là các bạn phải cảm nhận được các loại giọng trong cơ thể bằng cách sử dụng hơi thở, làm sao cho nó đúng. Bằng cách là xác định các vị trí âm thanh cho nó đúng. Vị trí âm thanh là gì? Rồi lại tiếp tục có cái để nói nữa. Bởi sao mình sẽ làm video từng cái cho các bạn ha. Rồi cách cộng hưởng các khoảng vang của mình. Cộng hưởng các khoảng vang làm sao cho đúng. Chưa biết
đôi khi mình chưa biết khoản vang nó là gì nữa mà làm sao cộng hưởng khoản vang, đúng không? Đó, đó là những cái kiến thức rất là cơ bản, và sau này chúng ta cảm nhận cái giọng hát của mình. Bước 1 là bước cực kỳ quan trọng. Cái bước thứ 2 là bắt đầu các bạn sẽ luyện tập những cái kỹ thuật nâng cao, nâng cao cái quãng của mình, mở rộng cái quãng giọng của mình. Đó, thì lúc đó bắt đầu là giọng pha nó sẽ được hình thành. Giọng pha được hình thành và giọng pha càng ngày càng chất lượng hơn. À, đúng không? Thì luyện tập các kỹ thuật nâng cao để mở rộng quãng giọng là cái gì? Là các bạn phải, thứ nhất là phải tăng cường cái hơi thở của mình. Nôm na là cái hơi thở phải thật khỏe, thật mạnh, thật nhiều. Cách xử lý hơi thở, cách vận dụng hơi thở và làm sao cho cái hơi thở của mình nó sử dụng được rất là khéo và nó bơm một cái lượng hơi rất là mạnh, rất là nhiều, rất là đầy đó. Đó là một cái quá trình không chỉ là biết cách sử dụng hơi thở cho đúng mà mình phải phát triển cái hơi thở, thì nó gọi là kỹ thuật nâng cao. Và thứ hai là nâng cao cái lực hát lên, độ khỏe, độ bền, độ dẻo dai đó, rồi mở rộng các khoảng vang. Thì khi bạn có hơi rồi, bạn có lực hát rồi, thì cái khoảng vang của bạn nó sẽ mở rộng ra, và sau đó là cái khoảng vang nó làm việc, nó cộng hưởng nhiều hơn thì âm thanh nó sẽ to, sẽ hoành tráng hơn đó, ví dụ vậy. Đó, thì cái đó là phải tăng cường. Bước hai là tập tăng cường. Đó, tăng cường cái gì? Tăng cường những cái đó, chứ không phải là tăng cường mấy cái khác tùm lum tà la, đúng không? Tập trung vào những cái yếu tố này thôi: hơi thở, khoảng vang, lực hát, và tiếp theo là cân bằng được vị trí âm thanh của các nốt cao. Rất là khó để cân bằng các vị trí âm thanh của nốt cao. Nốt trung, nốt thấp thì dễ thôi, các bạn như giọng nói các bạn thì bình thường, đây mình đang nói là nốt trung và nốt thấp. Nhưng mà để cân bằng các vị trí âm thanh của những nốt cao mà nghe nó ổn định, nó hay, nó đẹp, cái đó vấn đề đó là một cái sự điêu luyện, một cái sự khéo léo trong việc gọi là mình cân bằng được hơi thở, lực hát, khoảng vang, vị trí âm thanh. Một cái kỹ thuật rất là điêu luyện, và nó nằm trong cái sự cảm nhận của mình, nó nằm trong cái giác quan, cái nếu như các bạn chưa biết điều đó thì chắc chắn là các bạn từ từ nghiên cứu thêm và tự tập luyện điều đó. Học âm nhạc hay lắm các bạn, nó khai thác cái cảm giác cơ thể, feel lắm, cảm nhận sự rung động, cảm nhận hơi thở, cảm nhận những cái dòng chảy của cảm xúc, cảm nhận cái sự thăng hoa, feeling và lắng đọng, nó tất cả nó là sự cảm nhận. Ok, mình sẽ nói một video khác nói về sự cảm nhận trong âm nhạc rất là hay. Nếu các bạn không bật được cái cảm nhận trong âm nhạc thì chắc chắn là các bạn hát không hay đâu, tôi cam đoan điều đó. Ok ha. Rồi, cái thứ ba trong việc làm sao để luyện tập mix voice, cái bước thứ ba là phải, sau khi các bạn nắm được kiến thức rồi, nắm được cái phương pháp tập luyện rồi, thì các bạn phải luyện tập thường xuyên để thay đổi thói quen ca hát của mình và hình thành một thói quen ca hát mới, nó điêu luyện hơn. Ok nha. Các bạn biết rồi, các bạn có cảm nhận rồi, nhưng mà các bạn không luyện tập thường xuyên để thay đổi cái thói quen cũ, cập nhật cái thói quen mới thành một cái thói quen mới, nó điêu luyện hơn, nó hay hơn, thì các bạn cũng sẽ không thể nào mà tập luyện được mid voice đâu. Bởi vì các bạn có thể lúc các bạn hát thì được, lúc này hát được, nhưng mà lúc sau các bạn hát hết được. Nó phải là một cái thói quen, một cái quá trình thay đổi thói quen luôn, quá trình thay đổi thói quen trong ca hát. Ok, và tuyệt đối là phải tập luyện từ từ và đúng, từ từ và đúng, không gấp, không được đốt cháy giai đoạn, nếu không sẽ gây tổn thương đến giọng hát và làm mất giọng vĩnh viễn. Ok, mình nhấn mạnh là điều đó nha. Nếu các bạn đốt cháy giai đoạn, các bạn tập sai, các bạn tập không hiệu quả, thì chắc chắn là các bạn sẽ làm, vô tình làm tổn thương đến cái giọng của mình, và đôi khi là mất giọng vĩnh viễn luôn. Đó, thì cái đó là cái quá trình tập mid voice, nó rất là công phu. Nó là từ một cái nền tảng rất là cơ bản, là bước 1 đó, luyện gì? Luyện hơi thở cho đúng nè, luyện khoảng vang nè, luyện vị trí âm thanh nè, đó, rồi cảm nhận nè. Xong rồi bắt đầu mình lên cái level 2 là mở rộng quãng giọng ra bằng cách nâng cao lực hát, nâng cao hơi thở, nâng cao khoảng vang và cực kỳ ổn định vị trí âm thanh ở nốt cao. Mình nhấn mạnh là ở nốt cao ha.
cực kỳ ổn định, và thứ ba là một quá trình tập luyện rất là nhiều năm tháng để nó hình thành một cái thói quen mới, điêu luyện hơn và tập luyện thật từ từ, thật kỹ lưỡng và thật là đúng để tránh gây tổn thương mất giọng. Ok ha, các bạn nhớ kỹ nè, chắc có 3 bước thôi. Cái này nó giống như là tâm kinh gì đó, luyện các bạn phải nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui để nó thấm vào trong người. Các bạn xem video này, các bạn xem một lần một là không được, các bạn phải nghe tới nghe lui để hiểu được cái cốt lõi, cái vấn đề nó nằm ở đâu. Nó nằm trong cái sự đơn giản nhưng mà nó rất là phức tạp. Để tập luyện được điều này, nó là một cái quá trình rèn luyện rất công phu để tạo nên một cái giọng hát mới. Còn bẩm sinh mà các bạn có mid voice rồi thì tôi không nói, ok nha. Có điều phi thường, nó có. Ok, nhưng mà nó chỉ là 1/1,000,000 thôi. Ok. Rồi, cái vấn đề thứ ba đầu tiên là mid voice nó là gì ha. Ok, rồi để qua rồi mid giọng pha là gì, là mid voice đó. Và tiếp theo là làm sao để tập luyện được mid voice là cái thứ hai, là qua rồi. Ok, và thứ ba là lợi ích của giọng mid voice. Lợi ích của giọng mid voice là gì? Là thứ nhất á, là giúp chúng ta mở rộng cái quãng giọng của mình ra đến giới hạn luôn, mở rộng đến giới hạn luôn. Và chúng ta sẽ hát những cái nốt cao, rất cao và cái nốt rất thấp một cách thoải mái. Mình nhấn mạnh nha, là mở rộng đến giới hạn của mình ngay tại thời điểm đó. Ngay tại thời điểm đó, ví dụ như bạn có thể hát lên được nốt đô 5 và hát xuống được cái nốt đô 2. Đó, thì nó sẽ mở rộng cái giới hạn đó ra, mở rộng ra, nó chạm tới giới hạn cái quãng giọng bằng rất là, ví dụ như từ đô 2 lên đô 5, 3 quãng giọng, 3 quãng 8, ví dụ vậy đi ha. 3 quãng 8 thì cái giọng của bạn sẽ mở tới cực hạn trong cái giai đoạn đó. Đó, cái hay ở chỗ đó. Nhưng mà để mở hơn được nữa thì nhiều người ta cũng, nhiều người họ tập luyện họ mở hơn được nữa rất nhiều. Có người luyện tới đô 6, đô 7, đô 8 ở trên, rồi xuống là xuống tới đô 0 ở dưới. Đó, ví dụ như quãng nó càng ngày càng mở rộng. Nếu như mở rộng thì chúng ta bắt đầu chúng ta một cái quá trình là vượt qua giới hạn. Nhưng mà luyện mid voice giúp chúng ta mở rộng quãng giọng đến giới hạn. Và chúng ta sẽ hát được cái nốt rất cao và nốt thấp rất là thoải mái. Ok ha, lợi ích thứ nhất. Nghe thấy ghê đúng không? Khi mà chúng ta hát được mở rộng cái quãng giọng mà đến giới hạn kiểu đó là chinh phục mọi bài hát luôn. Đúng không? Chinh phục mọi cái hết. Bắt đầu chúng ta hết sợ, hết lo các nốt cao, nốt thấp rồi. Thì chúng ta sẽ xây dựng thêm một cái yếu tố là cái lợi ích nữa. Đó là sự tự tin trong việc ca hát. Chúng tôi nhấn mạnh nha. Cái lợi ích thứ hai là tự tin. Khi các bạn mở rộng được cái quãng giọng như vậy, hát rất thoải mái, thì các bạn tự tin trong ca hát hơn. Điều đó giúp chúng ta hát hay hơn và hay hơn bình thường rất nhiều. Ok. Điều đó giúp chúng ta hát hay hơn bình thường rất rất nhiều lần. Ok. Và giúp chúng ta tự tin hơn trong việc ca hát. Cái đó rất là quan trọng. Các bạn không tự tin thì các bạn không thể hát hay được. Kêu các bạn tập trung, các bạn không tập trung được đâu. Bởi vì tôi sợ nốt cao lắm, tôi sợ nốt thấp lắm, tôi sợ hát không hay. Ok. Xây dựng được sự tự tin, xây dựng được cái niềm tin của mình trong ca hát thì các bạn sẽ hát hay hơn rất nhiều. Và tiếp theo là cái cuối cùng trong cái lợi ích mà mình thấy rất là quan trọng trong việc tập luyện mid voice, đó là bảo vệ cái giọng hát của mình khi phải hát liên tục ở cường độ cao mà không bị vỡ và bị mất giọng. Lợi ích đó là bảo vệ cái giọng hát của mình khi phải hát liên tục với một cái cường độ cao mà không bị vỡ và không bị mất giọng. Đó, cái vấn đề nha. Khi các bạn hát ở một cái cường độ cao thì thường thường á là các bạn sẽ bị dễ bị mất giọng, bị vỡ, bị mệt chứ, đúng không? Thì mid voice nó giúp các bạn bảo vệ cái giọng hát của mình. Là lý do tại sao bảo vệ? Làm sao để bảo vệ được cái giọng hát của mình? Đó là khi các bạn hát lên nốt cao, các bạn không cần phải quá gồng, quá gướng, hát bằng lực quá nhiều. Đó, nó cân bằng, nó ổn định vị trí âm thanh mà, đúng không? Đó, thì lúc đó cái giọng hát của chúng ta nó sẽ đỡ bị mệt mỏi và đỡ bị tổn thương, đỡ bị mất sức. Đó, lý do nó sẽ bảo vệ cái giọng hát của chúng ta hát liên tục với cường độ cao mà không bị vỡ mà mất giọng. Rất là hay. Lợi ích của mid voice nó là như vậy. Và cái lời cuối cùng á mà mình xin nói tới các bạn á là không phải, thật sự không phải ai cũng cần tập luyện giọng pha, giọng mid voice. Nó chỉ dành cho những ai thật sự muốn tập luyện một cách nghiêm túc, rất nghiêm túc, dành cho các, hoặc là dành cho các bạn ca sĩ chuyên nghiệp.
Còn những bạn bình thường thì nếu như các bạn có một cái giọng hát tốt rồi, các bạn muốn hát cho vui, hát cho hay thì các bạn cũng không cần phải tập luyện nhiều. Các bạn chỉ cần là với cái bài đó, với cái thể loại đó, các bạn hay hát thật hay, hát đúng, hát được, các bạn cảm thấy tự tin. Các bạn đã tự tin rồi, các bạn đã hát hay rồi, các bạn đã vui và hạnh phúc với những điều thì các bạn không cần phải tập luyện mid voice để làm gì hết. Các bạn chỉ cần tự tin, thoải mái, thể hiện cá tính. Ok, ok. Và tiếp theo là nếu như các bạn đã đến với cái trung tâm của mình thì mình chắc chắn là mình sẽ dạy các bạn giọng mid voice. Chắc chắn điều đó. Đến với trung tâm của mình thì chắc chắn là dạy giọng, mình sẽ dạy cho các bạn mid voice, giọng pha đó. Vì cái lợi ích của nó tạo nên cho mình ca hát là tinh thần, là bảo vệ giọng hát là rất rất nhiều. Thì chắc chắn là các thầy cô là phải đào tạo cho học viên cái kỹ thuật đó, phải không? Để đi từng bước, từ từ, thật là chắc chắn và tạo nên một cái nền tảng kiến thức ca hát đúng cho học viên, để học viên có thể phát triển tốt trong tương lai. Thì cái đó là cái khi mà các bạn đã thực sự muốn mình nghiêm túc hơn và có một cái sự phát triển hơn trong giọng hát của mình và cố gắng hơn, thì các bạn bắt đầu, các bạn phải tới trung tâm để các bạn tới các thầy cô có chuyên gia, họ đào tạo cho các bạn tập mid voice cho nó đúng ha, cho nó đúng, để xây dựng một cái nền tảng để phát triển trong tương lai tốt hơn. Đầu riêng các bạn ca sĩ chuyên nghiệp thì bắt buộc mình phải tập, bắt buộc. Các bạn làm nghề thì các bạn phải giỏi hơn người ta, giỏi hơn rất nhiều và không ngừng phấn đấu. Ok, các bạn ca sĩ chuyên nghiệp nhớ nha. Rồi, thì đó là những cái mà chia sẻ của kiến thức của mình gói gọn về giọng pha, về cái giọng pha là giọng gì, là giọng mid voice đấy. Làm sao để tập luyện được giọng mid voice? Ok, lợi ích của giọng mid voice là gì? Xong luôn. Và lời cuối cùng thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng là video này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhận thức về một cái tư duy rõ hơn về giọng pha và giọng mid voice nó như thế nào, để chúng ta có một cái hướng tập luyện đúng đắn và tích cực hơn về ca hát của chính mình. Ok, cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn một ngày mới làm việc vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Bye bye.